dạy trong ngành bộ môn thể dục nên là mình mặc những cái áo lót mà nhảy thì nó sẽ bị lòng, nó sẽ bị xê dịch ý. Chỉ mong là được một cái khuôn ngực đẹp để công việc của chị nó cũng cần có những cái đấy để cho công việc của mình nó được suôn sẻ hơn. Chị là ngực không còn tí gì cả, rất mất tự tin, rất bất tiện em ạ. Vì mặc những cái áo lót là cảm giác như là nó bị trôi và bị thừa rất nhiều. Mặc dù là size áo lót là rất là bé rồi nhưng mà mình vẫn cảm thấy là thừa rất nhiều luôn. Dạy trong ngành bộ môn thể dục nên là mình mặc những cái áo lót mà nhảy thì nó sẽ bị lòng, nó sẽ bị xê dịch ý. Có ý định từ lâu rồi nhưng mà vẫn sợ. Ở tháng 6 vừa rồi là chị đã quyết định làm. Khi mà nói với ông xã thì ông xã cũng đồng ý cái thì chị cũng quyết định luôn và đến gặp bác sĩ Sơn luôn. Vì các em chị và một số khách hàng, các em thì nó cũng tư vấn là đã làm của thầy rồi. Các em cũng nói là tốt. Thì cái tình trạng hiện tại thì cũng đã bảo là nếu mà biết thì sẽ đi làm từ sớm hơn. Chỉ mong là được một cái khuôn ngực đẹp để công việc của chị nó cũng cần có những cái đấy để cho công việc của mình nó được suôn sẻ hơn.